lầm trong quá trình chống thấm mà hầu hết các gia chủ đều mắc phải. Xem để tránh. Thứ nhất, không chống thấm ngay từ đầu mà để thấm rồi mới lo chống thấm. Để tiết kiệm chi phí hoặc một số gia chủ không hiểu rõ quy trình chống thấm thường để thấm đến đâu rồi mới chống thấm đến đó. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tuổi thọ của công trình. Ngoài ra, việc mất bò mới lo làm chuồng này không những khiến quá trình khắc phục thấm khó khăn mà còn gây ra tốn kém rất nhiều chi phí. Thứ hai, chỉ chú trọng vào những vị trí dễ thấm nước như nhà vệ sinh mà xem nhẹ việc chống thấm chân tường bao quanh nhà mà không biết rằng đây mới là vị trí thường xuyên chịu sự tác động bởi các yếu tố bên ngoài như thời tiết, nhiệt độ, và đây được xem là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng thấm rột của ngôi nhà. Thứ ba, chỉ lại bỏ bụi bẩn làm sạch lớp sân cũ mà quên mất công đoạn xử lý những vết nứt ở tường cũ trước khi sơn. Những vết nứt này nếu không được xử lý sẽ là đường dẫn cho nước từ bên ngoài len lỏi vào bên trong và thấm ra tường. Thứ tư, sử dụng xi măng hồ dầu thay vì vữa chống thấm chuyên dụng. Mặc dù xi măng trong xây dựng được kết cấu như một lớp keo có tác dụng kết dính các thành phần khác nhau, tuy nhiên lớp xi măng này không có tác dụng chống thấm vì không thể ngăn cản nước và không chịu được sự thay đổi của nhiệt độ, dẫn đến hiện tượng rạn nứt sau mùa nắng và từ những vết nứt này sẽ thấm ngược vào tường khi mưa. Thứ năm, quét trực tiếp lớp chống thấm lên gạch mà không quét lớp vữa trước khi quét chống thấm. Điều này làm giảm khả năng kết dính của vữa chống thấm và giảm hiệu quả chống thấm. Green SN, đơn vị thiết kế và xây nhà trọn gói số 1 Việt Nam.